Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã đến với kênh video Quang Thái Gia Lai. Hôm nay hàng DCE nó mới về lại anh em ơi, lâu nay đứt hàng nha anh em. Cái này là bán đinh bê tông nha anh em. Đấy, nó có thương hiệu là DCE anh em ha. Mẹ của em đến bán bê tông này là Esther anh em, Esther 64. Là mình bán được bán đinh dài tối đa là 64 anh em ha, lớn nhất anh em. Còn mình bán bê tông thì tầm 3/2 thôi anh em, 3/2/8 thôi là vừa. Cho nên nó dài quá mình bán cho nó cong đinh liền anh em, nó mạnh anh em. Mà cái đoạn dài của cái đinh nó không, cái lực nó bắn vô nó cong đinh liền. Đa số anh em mình bán bách điện rồi là 1/8 ha, và bán có phe rồi là 3/2 anh em ha. Thì Quang Thái cũng có hai mẫu đinh này, đinh Esther nha anh em, đinh ép là bán ép, còn đây đinh Esther này anh em. Esther đây này anh em thấy không? Tại Esther 32 là dài 3/2 ha, Esther 18 là dài 1/8 ha. Anh em ha. Đấy. Đây có hai loại Quang Thái để test máy luôn anh em. Đó, thì cái dòng này thì anh em, cái dòng DCE này thì quá nổi tiếng rồi. Anh em chắc anh em quá thành về cái dòng này rồi ha anh em ha. Đây anh em. Mẹ của em này anh em lưu ý là mẹ của em này là Esther 64 nha anh em. Đấy. Esther 64 chuyên bê tông ha. Chuyên bán bê tông, hàng thương hiệu bảo hành 6 tháng anh em ha. Hàng mới về lại anh em, lâu nay đứt hàng rồi anh em ơi. Thì Quang Thái sẽ giới thiệu sơ qua dựng máy này ha. Anh em nào chưa rành thì có thể tìm hiểu ha. Đây anh em, máy này thì Quang Thái có nhé lên rồi nha anh em. Máy không như thế này là nặng 3 cân nha anh em. Nguyên hộp như thế này là 3,4 cân anh em ha. 3,4 cân. Và con máy như thế này mình cầm là 3 cân, 3 kg anh em, 3 kg ha. Tí nữa Quang Thái sẽ nhé lên cho anh em xem. Cái này mình giờ bây giờ Quang Thái test ha. Đây. Có cái cò này anh em. Anh em bóp đây ha, bóp này là đẩy đây ha. Anh em. Anh em có cò này, thấy không? Bóp này, bóp cò này, bên này ngón này này ha, đẩy đây này. Rồi bỏ đinh vô nghe anh em. Đinh ha. Đinh đó thì mình sẽ quay theo cái chiều mình, đây là Quang Thái quay cho anh em thấy thôi. Chứ mình đừng nghiêng cho nó khỏi rất đinh nghe anh em. Đây là cái đầu công tắc này. Công tắc mình đè công tắc này mình bóp cò nó mới ăn nha anh em. Đè công tắc đè đây xuống này. Bóp cò nó mới ăn, tới nữa Quang Thái thì chỉ cho anh em biết cách dùng ha. Đấy. Cái này mình bóp không thì nó không ăn đâu anh em. Mình phải đè xuống vật liệu và nó đè cái cò vậy rồi mình bóp lên nó mới ăn nha anh em. Đinh thì mình bỏ quay cái chiều nhọn theo cái máy ha. Theo cái miệng ha, cái chiều nhọn này anh em. Đặt lên đây anh em ha. Đó, vừa khít luôn ha anh em ha. Đỡ vậy nó sẽ rớt, đỡ nghiêng anh em ha. Rồi Quang Thái đỡ vô này. Đấy. Để vô ha, xếp cho nó gọn vô. Đấy, cho nó xuống ha, liền mấy anh em ha. Rồi đẩy tới này anh em ha, đẩy tới này anh em ha. Bóp cái cò này nè, chỗ ngón tay tay cái Quang Thái này, bóp đi, đã dính nè, mở ra ha. Ngón tay cái của mở tay trái của Quang Thái này, đè vô tới đây, trong đè ra thẻ cho nó ôm lại ha. Rồi rồi đây là Quang Thái ráp này. Hơi thì Quang Thái cũng đã chuẩn bị rồi anh em. Thôi thì cũng có chuẩn bị rồi anh em ha. Đây dương đá để mình thay đổi, đây là dương đá bê tông anh em ha. Rồi đây là đỡ quăng quá thay quay cái vật liệu cho anh em xem đấy, vật liệu đỡ quăng thay test đây thì máy hơi có sẵn rồi, mình thay chuẩn bị rồi. Đây là đá Quang Thái lấy ngoài đường mà đây là đá bê, có đá 1/2 anh em, đá bê tông có đá 1/2, không biết người ta dục đâu ngoài đường Quang Thái lấy vô này. Thì cái miếng đây thì đâu gần một gang, gần gang, chiều đây gần gang. Còn đây là gỗ tự nhiên anh em, gỗ tự nhiên ha. Đây là gỗ công nghiệp, gỗ công nghiệp thì nó mềm hơn, gỗ tự nhiên thì nó cứng. Miếng đây thì Quang Thái làm nghề mở bi vào lấy vô này. Đây là gỗ công nghiệp, xin lỗi anh em, đây là gỗ tự nhiên, gỗ tự nhiên ha. Còn đây là gỗ công nghiệp. Đấy, đây là gỗ công nghiệp ha. Quang Thái bán hết lên bè cái này luôn anh em ha. Đây là gỗ đây chắc lắm, gỗ đây gỗ công nghiệp, gỗ ép thì mềm hơn. Còn đây là đá bê tông ha, đá bê tông có đá 1/2 luôn anh em ha. Đó, thì Quang Thái quay cho anh em thấy. Rồi, cái này lên tí hình như nó không ấy, đúng rồi đẹp này. Đấy, bây giờ Quang Thái kiếm hơi này, hơi thì Quang Thái chuẩn bị hết rồi. Rồi chỗ này. Đấy, thì anh em lưu ý là đây là công tắc là giống như nó ngừa trẻ em hoặc là nó ngừa người dùng là bán không thì không được anh em thấy không. Nhưng mình phải để xuống này, đây là để bạn thay bán nhá. Đấy.
đấy, anh em thấy không? Đấy. Wow, dừng bé luôn. À, mới bắt cá thôi. Đấy. À, tí nữa sẽ quên. Ôi, bờ đé luôn anh em. Wow. Rồi, trong đé luôn. Wow. Mạnh quá. Ôi, chỉ đé hết anh em. Cái này mình chỉnh được nha anh em. Cái này ví dụ như mình chỉnh cho nó giảm bớt cái độ mạnh của nó anh em. Thì mình mở móng ốc đây ra, mình đưa cái đầu súng mình này lui về phía sau ha. Lui về sau là nó yếu hơn anh em ha. Đây là đá là Quang Thái bấm bở hết rồi ha. Tin này. Đấy, đây là phần 2 anh em. Chỉ đá luôn, chỉ dán luôn anh em. Ồ, dính luôn. Wow. Rồi. À, quay thành quẻ của mình ha. Cái này nó quá mạnh đi anh em. Chúng quá chất lượng anh em. Đấy, đá nó chỉ hết nè. Có một cái dính này anh em. Anh em thấy không? Anh em thấy cái viên đá này có thể đang là cái độ kết của viên đá này. Cái độ kết thì tốt quá nhưng mà nó nhỏ quá anh em. Cái chu vi nó nhỏ quá. Thì mình bán xuống có thể nó tức nó bỡ nghe anh em. Ví dụ như một cái mảnh lớn cả mét vuông thì nó lại khác anh em ha. Anh em ha. Quan Thái nghĩ vậy đó, không biết anh em nghĩ đúng không. Quan Thái nghĩ là do cái chu vi này nó nhỏ quá, mình bán xuống nó tức, nó bỡ ra giống như mình lấy búa hành đai nó anh em. Đấy, chứ còn ví dụ như một cái chu vi nó có thể 1 mét vuông hoặc là 5 mét vuông, 10 mét vuông thì nó không có cảnh như thế này anh em ha. Đây là Quan Thái test cho anh em biết cái sức mạnh thôi. Còn đây là đá, đây là dài 3/4 này. Đinh bê tông dài 3/2 này, để nó xuyên xuống này, anh em thấy cái đinh nó xuyên xuống không? Đấy. Đây là Quan Thái qua thực tế cho anh em xem. Còn đây nó cong này, mạnh quá. Còn đây là gỗ tự nhiên nè ha. Gỗ tự nhiên rất cứng, gỗ đây gỗ dầu rồi sao. Đây, 1 2 4 5 6, lún xuống mất tích luôn anh em ha. Còn ở đây là gỗ đây thì nó gỗ công nghiệp thì nó mềm rồi, nó dính vô đây luôn này anh em. Ha. Nãy Quan Thái đỡ rồi đúng không? Giờ bán dính liền hai đây lại rồi. 1 2 4 5 nhiều bán, nói chung sức mạnh nó cũng bán dư sức anh em. Đây. Đây là gỗ tự nhiên và đây là gỗ công nghiệp, gỗ ép. Bán dính nhau luôn rồi. Còn đây là bê tông. Bán rất là mạnh. Có khả năng là cái chu vi của cái miếng đá này nó nhỏ quá nên tức nó bở chứ không có gì hết anh em ha. Chứ còn chu vi lớn thì không sao đâu ha. Đây. Viên đá đây nó xuyên qua này anh em thấy không? Nó xuyên cái đinh từ đây xuống tới đây và phá luôn, hủy luôn miếng đá luôn anh em ha. Đấy, thì Quan Thái cũng có test cho anh em xem. Máy thì nó còn nằm đây. Dây Quan Thái test thực tế luôn. Dây hơi Quan Thái bắt vô đây. Máy này mình dùng nhà sản xuất có nghĩa là đưa ra cái thông số là dùng từ 5 kg rưỡi cho tới 8 kg được hết nha anh em. Thì cái bình hơi mini của mình thường là 8 kg là nó ngắt á. Rồi mình dùng nó hao hơi đi, nó xuống khoảng 5 kg rưỡi là nó chạy lại. Thì trong cái hành trình trong cái hành trình mà từ hơi từ 5 kg rưỡi cho tới 8 kg thì máy mình dùng được hết. Có nghĩa là nó đạt tới 8 kg nó ngắt thì mình dùng cũng được, mà nó hao mình vào mình dùng nó hao hơi đi, nó mất hơi đi, nó còn 5 kg rưỡi thì vẫn dùng được. Rồi máy hoạt động lại thì mình cứ dùng anh em ha. Thì Quang Thái nói đỡ anh em làm chưa va chạm hoặc là chưa rành thì có thể tham khảo, còn anh em thợ mình thì quá rành rồi. Cái đó thì có khả năng là nó cũng anh em thợ cũng nghe cho vui thôi chứ anh em biết rồi ha. Thì Quang Thái chia sẻ cho anh em nào cái kiểu như chưa rành á thì có thể mình tham khảo thêm ha. Này hàng DCA nha anh em. Đấy. Anh em lưu ý là ST64 nha anh em. Đấy, ST64 là cái dòng máy lớn nhất trong cái bán hơi rồi nha anh em. Đấy. Thì mình bán bê tông thì Quang Thái khuyến cáo là mình dùng cỡ dài nè. Đó, ST ha. Đó. Cái đinh là đinh ST. Đinh ST là bán bê tông. Thì dài 3/2. Hoặc mình anh em mình làm thợ điện thì 1/8 ha, ST18 ha. Còn đang bán gốc phe là 3/2 là ha. Anh em ha, bán gốc phe thì 3/2 hoặc là mình có muốn nó dài hơn thì mình mua dài lên ha. Dài lên để mình bán gỗ. Bán gỗ thì nó khả năng gỗ thì nó mềm hơn thì mình bán dài được. Tối đa là 64 cm anh em ha. Đó, 64 cm, xin lỗi anh em.
64 mm anh em ha, 64 mm là 6,4 cm thôi anh em ha. Đó thì mình bắn bê tông á, thì tối đa là 64 mm ha. Còn bắn bê tông thì anh em nên dùng tầm đây được rồi. Bắn gỗ bắn bê tông thì dùng tầm đây với tầm đây ha, 18 mm với 32 mm ha, là vừa. Còn bắn gỗ thì mình dùng dài hơn được anh em ha. Hàng thì hàng này thì hàng chính hãng anh em yên tâm ha. Rồi thì Quang Thái cũng test cho anh em xem công dụng của con máy nó như vậy và cách dùng nó như vậy ha anh em ha. Thì giờ Quang Thái cũng xin dừng clip tại đây. Chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em, bye bye anh em. Rồi đỡ máy lên cho anh em xem nha. Bye bye rồi, cho mình nãy hứa cho mà quên cân. Đây anh em, 3 cân ha. Đấy, 3 cân anh em ha. Bye bye rồi, cho mình do nãy Quang Thái có hứa với anh em á. Máy không là 3 cân ha. Còn nguyên hộp đầy đủ như thế này, nguyên hộp luôn là 3,4 cân anh em nha ha. Nãy Quang Thái có nhớ nhé là hơn 3,4 cân cho anh tí. Tầm 3,4 cân, 3,5 cân anh em. Ha. Nãy Quang Thái hứa mà Quang Thái quên. Đấy, nguyên hộp là như vậy, còn cái máy không phụ kiện là 3 cân nha anh em. Đấy, nó là như vậy. Rồi, chào anh em, hẹn gặp lại anh em, bye bye anh em.